Miền quê Đông Bắc thân ái chào tất cả mọi người nhá. Tàu phát rồi vẫn còn cứ chào tất cả mọi người. Khổ, nó đang cày view, nó đang kiếm tiền view. Đây hôm nay chủ nhật đây mình có đến một cái quán bún rất là nổi tiếng ở Hà Nội đấy nhá. Hôm nay đặc biệt là được đi ăn với hai em xinh, rất là xinh đây. Hai em xinh tươi. Hai em đều chưa có người yêu nhá. Đi ra kia uống. Đó, địa chỉ quán này tại số 97 đường Ngọc Hồi nhé các bạn nhé. Ngay dưới cầu vượt, ngay dưới đoạn cầu vượt đường 48 Ngọc Hồi xuống nhé. Khoảng 500m đây. Có quán bún đậu đây. Đây, thành công của mình lớn nhất hôm nay là mình được ngồi cùng người đẹp. Đúng rồi đấy, thành công nhất là hôm nay là được ngồi ăn cùng với hai người đẹp. Hai người đẹp, đều chưa có người yêu. Sao cô bên kia sao không tươi bằng cô bên này? Cô bên này tươi, không cần tươi. Cô bên này đang ốm, môi đang bị đỏ lên rồi. Đây, theo như mình được chia sẻ là bà chủ quán có một cái nồi nước dùng bí truyền, gia truyền nên là bún sẽ rất là ngon. Cái gì Nghiêm ơi, có người trả bao nhiêu rồi Nghiêm? 30 triệu bí quyết. 30 triệu để lấy bí quyết này bà không chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Vào Đà Nẵng cơ. Bà lấy vào Đà Nẵng làm rồi. Vào Đà Nẵng làm. Để lát nữa mình sẽ qua cái mình review cho các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn xem là một mấy viên rồi à? Một bát bún rất là đầy đặn luôn. Ăn đấy sao lớn được em? Một phần như thế này là 30.000 nhé các bạn nhé. 25. 25.000 đó. Ôi giời. Một phần như thế này là 25.000 nhá bà con nhá. Anh chưa đạo lên, anh để đấy để cho anh đừng anh quay đã. Không đấy, quay đi. Bát như này là 25k nha. Trời ơi, cô mà ăn tối thì có cổ nha. Ăn đến tối mới hết á? No đến tối. Mấy cô gái này ăn đố hết một tô này luôn. Mình theo cảm giác của mình một bát bún đậu với giá như thế này thì rất là đảm bảo rồi. 25k. Các bạn nhìn này. Quá rẻ. Quá rẻ luôn đây này. Rau thơm đầy đủ này, ớt, sa tế. Rồi ăn trước nhé. Đây nhá các bạn, mình sẽ review cho các bạn xem cái bát này. Đây là cái mọc này. Đây là rêu cua. Rêu cua này. Và bún đậu này. Bún ở bên dưới nha các bạn, nó rất là nhiều luôn đấy. Còn đây là rau sống nha. Đây là. Buồn đấy. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây nó mới dịch ra này, nó chưa khách, nó chưa biết bà bán trở lại. Không là nhiều sinh học. Có bún chưa em Kiều ơi? Chưa anh ơi. Chờ tí bà với luôn rồi. Ngoài này cơ, à, có cháo này bác. Bên đấy gọi bún bò rồi à? Chị đâu biết đâu. Đó, bò bò. Hay nhở. Hai em xinh đẹp đã bắt đầu ăn rồi. Hôm nay mình may mắn quá được đi ăn cùng với hai em rất là xinh đẹp luôn. Em áo vàng rất xinh luôn.
Đấy, chỗ này bắt đầu ăn rồi. Nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Ngồi toàn với gái trai xinh gái đẹp không? Hot boy không? Thôi mời cả nhà nhá, dùng bữa trưa của mình nhá. À, mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, để kênh tiếp tục có những video mới chất lượng hơn để phục vụ tất cả mọi người nhá.